Cái xíu ở đâu đó. Đây lưới quá hay của Roger Federer. Cú bung trái quá hiểm của Roger Federer. Pha xử lý đã rất ngắn của Roger Federer. Đã có pha sinh cho Federer, đánh rất tốt. Rất chính xác và Roger Federer đã ghi điểm cho tình huống này. Pha đè bóng quá hay của David Ferrer. Rất dễ dàng dứt điểm trong tình huống này cho Ferrer, đều bóng sâu vào góc trái. Như vậy là Federer đã di chuyển kịp, nhưng rõ ràng là anh rất khó mở vợt để có thể xử lý một pha đánh tốt hơn. Rất tiếc cho David Ferrer, như vậy là trận đấu cầm dao bóng không thành công. Được của Ferrer. Hai tình huống xử lý quá tuyệt vời liên tiếp của David Ferrer. Lần này thì pha thuận tay đã đủ sâu, có thể tung ra pha đè bóng hiểm. Rất khó cho David Ferrer và như vậy nỗ lực phản công của anh đã không thành. Tấn công quá hay của Roger Federer. Cú bung trái rất hiểm của Roger Federer. Tây Ban Nha, Ferrer. Đè bóng quá tốt của Ferrer. Ngắt bóng quá hoàn hảo. Phản công quá hay và đó là cú thuận tay chính xác của David Ferrer. Và đã có break trong đầu trận đấu thứ hai này cho David Ferrer. Pha di chuyển quá tuyệt. Khá nhiều lỗi của Roger Federer trong set đấu, trong trận đấu cầm dao bóng này. Bóng đi quá uy lực và chính xác của Roger Federer. Pha lên lưới tốt của Roger Federer. Đã là sở trường của tay vợt huyền thoại người Thụy Sĩ. Thank you.
Và lên lưới tốt của David Ferrer.